Mệt thứ hôm nay đi ăn kem và xem các chuyện. Lên mạng. Chú ở đâu chú? Ở thứ 8, kênh Quán Linh. Kem bao nhiêu tiền? 5.000. Năm ngàn một cây. Rồi chú làm cái này lâu chưa chú? Cũng lâu rồi. Rồi cái này là mình tự làm hả? Kem á, kem anh đặt. Đặt người ta đúng không? Rồi mình bán ở đây là bán chỗ nào? Thì từ đó là tới 1 mình chạy về trồng tới 7. Một ngày bán được bao nhiêu cây? Vậy có bán 100 ngoài. 100 ngoài hả? Giá bào nữa. Rồi khi nào giàu trời? Cái này là ăn với đá bào hả? Ôi chết cha rồi. Em bóp ra bị bể rồi, cho em lên một cái này đi. Rồi, cảm ơn. Còn nhiều chú? Có nhiều loại lắm. Vậy hả? Trung bình là giá làm sao? Trung bình rẻ nhất là 5.000. Còn con nhiều tiền nhất là nhiêu tiền? Nhiều tiền nhất là 200. 200 ngàn, 200 hả? Đâu con 200 là con nào đó chú? La Hán. La Hán 200 hả? Rồi chú ở đâu chú? Chú ở thứ 7. Thứ 7 hả? Rồi cá này là chú mua hả? 201 phải không hả? 101. 101. Rồi rồi lấy 200. 100 nha. Rồi. Bây giờ chú bán dỗ một kêu không? Ủa. Bữa nãy mà chạy nghe. Ủa ông mất tiêu rồi đó. Chạy về đây thấy đây nè ngoài là. Chú bán nhiêu năm rồi? 10 năm. 10 năm rồi. Hả? Cá này đẹp hả? Cá như con cá màu này bao nhiêu tiền chú? Con cá đó là cá này nè. Con nó 50. Ê đây nước. Rồi. Không bể. Bể rồi. Có phải đền không? Thôi không sao đâu. Trời ơi, em đã vui. Con chỉ giò mà kìa, con chỉ đứt giò kìa. Con đó mà là năm này 50 đúng không? Con beta. Con beta 50. Rồi con này, con màu xanh này. Con màu xanh này chị luôn. 50. Đồng nguyên cái vàng này 50 hả chú? Vàng trên 50. Còn vàng dưới? Vàng dưới 20, vàng dưới 10. Cái này là 20, cái này là 10. Đây là 20. Còn đây là 10. Đâu con nào 200 ngàn đâu chú? 200 ngàn là Hán đây. Nó nhỏ xíu quá đó hả? Còn bên này? Bên nào? Bên này nè. Không, cái bên nè. Cái này nhiều loại lắm, mỗi loại cặp 50. Còn bên này? Bên này thì rẻ. Bên này con 5 ngàn. 5 ngàn.